Welcome back. Chào mừng các bạn có trở lại. Xin chào. Hope last week was good for you. Chúng tôi hy vọng là bạn đã có một tuần thực hành tốt. So we will chant Om Trai three times before we start. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc lên Om ba lần. Take a breath in, eyes closed. Mắt nhắm, hít vào. Slowly and gently, we can open our eyes. Và chậm rãi bạn mở mắt ra. So last week we saw the correctness of the postures. Tuần trước chúng ta đã nói về chủ đề tư thế chuẩn xác trong yoga. So what is the real purpose of yoga? Vậy thì mục đích thực sự của yoga là gì? Many of us think that it is to become slim and beautiful. Chúng ta thường hay nghĩ rằng đó là để trở nên mảnh mai, trở nên xinh đẹp. These are all outside. Nhưng mà đó chỉ là những thứ bề ngoài. But the real purpose of yoga is to be happy, peaceful. Nhưng mục đích thực sự của yoga đó là mang lại niềm vui và sự bình yên. And to know yourself more. Và hiểu về chính mình. But in our life, nhưng ở trong cuộc sống, it can help us to be successful. Nó còn giúp cho chúng ta trở nên thành công. Have our relationships better. Những mối quan hệ trở nên tốt đẹp. Keep our energy high. Giữ cho năng lượng cao. Have better clarity of mind. Và tâm trí rõ ràng. And all together have a better life. Và tất cả cùng với nhau để cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Clarity in mind. Sự rõ ràng trong tâm trí. Purity in heart. Sự trong sáng trong trái tim. And sincerity in action. Và sự chân thành trong hành động. This is the purpose of yoga. Đó chính là mục đích của yoga. Are you ready? Các bạn đã sẵn sàng chưa? So let us do the energizing breaths. Chúng ta hãy thực hành kỹ thuật thở tăng năng lượng. Today we do the energizing breath, which is Agnisara. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành kỹ thuật Agnisara. So in this what we do, we breathe out completely and we flap our stomach, abdomen. Thì kỹ thuật này bắt đầu sau khi chúng ta thở ra. Chúng ta giữ cho bụng trống và chúng ta bắt đầu co bóp bụng của mình liên tục. If you would like, you can bend your neck a little bit, then it's easy for the posture. Yeah? Nếu muốn, bạn có thể hơi cong cổ của mình, hạ thấp đầu. Let us start. Chúng ta hãy bắt đầu nhé. Breathe in. Hít vào. Breathing out, you can bend your neck a little bit. Và khi thở ra, bạn có thể gập cổ của mình một chút. And now hold the breath inside and flap your stomach. Giữ, rồi bắt đầu cuộn bụng. When you can't hold it anymore, take the breath in. Khi bạn không thể giữ hơi được nữa, thì hãy từ từ thả ra và hít vào. You can see my stomach, right? We'll do it once again. Bạn có thể quan sát bụng. Breathe in. Và hít vào. Breathe out. Rồi thở ra hết. Hold the breath. Giữ hơi. Flap. Bắt đầu vỗ bụng. When you can't hold it anymore, breathe in. Sau đó bạn thả bụng, hít vào, relax, thư giãn. The last round, vòng cuối. Breathe in, hít vào. Breathing out, rồi thở ra hết. Flap, vỗ bụng. And breathe in. Rồi, từ từ.
thư giãn, hít vào. And relax. Và thả lỏng. Slowly open your eyes. Từ từ bạn mở mắt ra. Let's welcome Teacher Min today. For us, Min Ngoc today. For us to lead the asanas. Chúng ta sẽ cùng chào đón cô Min Ngoc hướng dẫn phần asana ngày hôm nay. Chúng ta hãy đứng lên và cùng khởi động. Nhón gót chân của bạn, chúng ta di chuyển xung quanh thảm bằng đầu các ngón chân. Cảm nhận ngón chân của bạn ấn xuống thảm. Bây giờ chúng ta chuyển sang đi bằng gót chân của mình. Khi chúng ta gập gót chân của mình thì bạn có thể cảm thấy hơi căng ở phần bắp chân, rất là tốt. Ở phần cơ bắp chân ít khi được chúng ta cử động. Chúng ta hãy tiếp tục nhé. Bây giờ bạn chuyển sang đi bằng góc ngoài của bàn chân. Bây giờ má trong. Hai đầu gối hơi khép lại. Tiếp tục di chuyển. Rồi, chúng ta sẽ trở về chính giữa. Bây giờ chúng ta khởi động cơ thể nhanh hơn một chút. Chạy tại chỗ. Bạn có thể mang gót chân đá về phía mông. Trở về chính giữa, ổn định lại cơ thể, hơi thở của bạn. Chúng ta sẽ đến với các tư thế yoga asana của ngày hôm nay. Bắt đầu bằng tư thế đứng Tadasana, hay còn gọi là tư thế ngọn núi. Đứng với hai chân tách rộng bằng hông và các ngón chân hướng về phía trước. Hai tay của bạn duỗi theo thân người. Bây giờ mở ngửa lòng bàn tay. Hãy giữ cho tầm mắt của bạn nhìn về phía trước. Hít vào, nâng cánh tay của bạn lên cao cho đến khi hai lòng bàn tay chạm vào nhau. Đứng ở tư thế duỗi thẳng. Hít vào, hãy kéo dài cơ thể của bạn lên cao. Cố định tầm mắt của bạn ở phía trước và hít thở. Hãy lưu ý phân bổ đều trọng lượng của cơ thể trên cả hai lòng bàn chân. Xương cụt hướng xuống, bụng hơi co lại. Bây giờ thở ra và hạ cánh tay xuống. Chúng ta sẽ chuyển sang tư thế cái cây, Vrikshasana. Hai chân khép lại. Chuyển trọng lượng của cơ thể của bạn sang chân trái. Chúng ta sẽ gập chân phải. Đặt lòng bàn chân phải chạm vào đùi trong bên trái. Đứng thẳng, sao cho cơ thể của bạn cân bằng. Cánh tay duỗi theo thân người, hoặc bạn có thể chắp tay trước ngực. Nhìn về phía trước, giữ sự cân bằng của cơ thể. Bây giờ hít vào, từ từ nâng cánh tay của bạn lên cao. Hít thở. Tư thế cái cây rèn luyện sự tập trung và sự cân bằng. Đồng thời, nó cũng làm săn chắc các vùng cơ ở hông, đùi và lồng ngực của bạn. Bây giờ từ từ, chúng ta hạ tay xuống.
và thả lỏng chân phải. Chúng ta sẽ lặp lại với bên trái. Hít vào. Tiếp tục hít thở và cảm nhận tư thế của bạn. Hãy đảm bảo là sống lưng của bạn cảm thấy thoải mái, duỗi thẳng. Bây giờ từ từ chúng ta hạ tay xuống và thả chân. Chúng ta sẽ chuyển sang tư thế ngồi. Bây giờ đứng ở trên hai đầu gối của bạn, đầu gối tách rộng bằng hông. Chúng ta có thể chống mũi chân ở phía sau, giữ cho mắt nhìn về phía trước. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế lạc đà Utkatasana. Bạn có thể đặt hai tay của mình ở phía sau thắt lưng, khép hai khuỷu tay của bạn lại và mở rộng ngực. Bạn có thể ngả người ra phía sau khi đẩy hông về phía trước, nâng cao lồng ngực, mắt nhìn lên, lưng cuốn cong về phía sau. Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn, bạn có thể đặt tay nắm lấy hai gót chân của mình và để lồng ngực của bạn mở rộng, thư giãn đầu. Giờ nâng đầu và nâng người của bạn lên, thư giãn. Chúng ta sẽ ngồi xuống, hai chân duỗi thẳng về phía trước. Chúng ta gập đầu gối phải, đặt bàn chân phải ở bên ngoài mông bên trái, và chân trái chúng ta vắt ra bên ngoài đầu gối phải. Đầu gối hướng lên trần nhà. Chúng ta hãy kiểm tra tư thế ngồi của mình đã thoải mái và cân bằng hay chưa? Ta sẽ không có vẹo cột sống ở bên nào. Bây giờ đặt tay trái của bạn ra sau lưng, lòng bàn tay chạm thảm, khuỷu tay thẳng và lưng thẳng. Tay phải chúng ta gập, vòng ra bên ngoài của đầu gối. Tìm điểm cân bằng cho cơ thể của bạn, lưng thẳng. Từ từ chúng ta xoay người ra phía sau và hít thở. Bạn có thể mở vai trái của mình ra một chút. Tư thế vặn xoắn, bạn có thể cảm nhận ở vùng bụng, vùng lưng và vai của mình. Từ từ chúng ta xoay người về phía trước và thư giãn. Hãy lặp lại với bên kia. Nào bây giờ từ từ xoay người ra phía sau và tiếp tục hít thở đây. Tư thế vặn xoắn, massage các cơ quan nội tạng, mang đến sự cân bằng trong hormone, tăng cường sự tiêu hóa. Mà từ từ chúng ta xoay người của mình về phía trước, rồi thư giãn. Ta sẽ chuyển sang tư thế nằm sấp. Cánh tay duỗi theo thân người. Bây giờ đặt ngón tay cái vào bên trong và bốn ngón tay còn lại nắm quanh ngón cái. Chúng ta đặt cả hai lòng bàn tay của mình ở bên dưới bẹn.
khuỷu tay thẳng, đỡ lấy thân người. Hai chân khép lại với nhau, duỗi dài ở phía sau. Chúng ta sẽ vào tư thế châu chấu. Hít vào, nâng cả hai chân của bạn lên, cách mặt sàn khoảng 20cm. Giữ cho đầu gối thẳng. Cơ mông và cơ đùi hơi siết lại. Hít thở sâu. Hơi thở đi xuống phần lưng dưới. Bây giờ từ từ chúng ta hạ chân xuống và thả tay ra ngoài, mở nắm tay, gập đầu gối và dùng tay nắm lấy cổ chân của bạn. Chúng ta sẽ vào tư thế cây cung. Hít vào, nâng hai đầu gối, ngực và đầu lên khỏi thảm. Tiếp tục hít thở, cơ thể kéo căng. Tư thế cây cung mang đến rất nhiều năng lượng cho cơ thể. Hãy vào tư thế cây cung hoàn hảo với một nụ cười. Và chúng ta sẽ từ từ khép chân lại, trả tư thế. Bây giờ bạn chuyển sang tư thế nằm ngửa. Hai chân duỗi dài và khép lại cạnh nhau, lòng bàn tay úp. Bây giờ chúng ta đặt lòng bàn tay ở bên dưới mông của mình. Hai vai và khuỷu tay hơi khép lại. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế con cá. Bây giờ hít vào, từ từ chống khuỷu tay và nâng ngực của bạn lên cao, hướng về phía cằm. Đồng thời thu đỉnh đầu xuống thảm. Mũi chân duỗi dài, hít thở. Tư thế này giúp tăng cường tuần hoàn máu lên vùng tim và đầu, giúp bạn có một khuôn mặt hồng hào hơn. Giờ từ từ chúng ta nâng người lên và thư giãn, thả lỏng hai tay. Từ từ nghiêng người sang bên phải. Và chống tay nâng người ngồi dậy. Vẫn giữ mắt nhắm. Take a deep breath in. Hít vào một hơi thật sâu. And breathe out. Và thở ra. Slowly and gently you can open your eyes. Và bạn chậm rãi mở mắt ra. Asanas are good today. Vinasana có tốt không ạ? Wonderful. Let's do the straw breath today. Chúng ta hãy thực hành kỹ thuật thở qua ống hút. So we breathe in and then we breathe out. Like a straw from the mouth. Thì chúng ta sẽ hít vào và thở ra giống như sử dụng một ống hút ở trước miệng. Let's do together. Chúng ta hãy làm cùng nhau. Breathe in. Hít vào. Relax. Thư giãn. We are breathing in normally. When we breathe out, we are using the straw. Yeah. Chúng ta sẽ hít vào qua mũi và chỉ khi thở ra chúng ta sẽ sử dụng một cái ống hút ở trước miệng. Breathe in. Nào, hít vào.
thư giãn. You can do it the last round with eyes closed. Breathe in. Chúng ta có thể thực hành lượt cuối với mắt nhắm. Hít vào. And relax. Và thư giãn. Continue keeping your eyes closed. Hãy giữ mắt nhắm. Let's do a short meditation. Hãy thiền ngắn. Relax your body. Hãy thả lỏng cơ thể. Accept all the noises around you. Đón nhận tất cả những âm thanh xung quanh bạn. Take a deep breath in. Hít vào một hơi thật sâu. And relax. Và thở ra thư giãn. Bring your attention to your body. Mang sự chú ý đến cơ thể. Attention to the legs. Hãy chú ý đến đôi chân. Relax your legs. Thư giãn đôi chân. Relax your thighs. Thư giãn hai đùi. Abdomen. Bụng. Chest. Ngực. Shoulders. Hai vai. Arms. Cánh tay. Head. Đầu. Face. Khuôn mặt. Take a deep breath in with a big smile. Từ từ hít vào với một nụ cười thật tươi. And breathe out with a bigger smile. Và thở ra với một nụ cười tươi hơn nữa. Thư giãn toàn thân. Take your attention to your thoughts and feelings if there are any. Hãy chú ý đến những suy nghĩ và cảm xúc nếu có. Thư giãn hoàn toàn. Take a deep breath in. Hít vào. Become aware of your body and surroundings. Nhận thức về cơ thể và môi trường xung quanh. Take another deep breath in. Một lần nữa hít vào. And breathe out. Và thở ra. Slowly and gently, when you feel complete, you can open your eyes. Thở
thật chậm rãi. Khi bạn cảm thấy sẵn sàng, bạn có thể mở mắt ra. Feeling relaxed. Bạn có thư giãn không? Relaxation is as important as the asanas. Phần thư giãn cũng quan trọng, tương tự như phần luyện tập. If you feel you want to rest more, you're welcome to rest more. Nếu bạn muốn tiếp tục nghỉ ngơi, thì bạn hãy tiếp tục. You know, in our life, our love is the most powerful thing. Các bạn có biết không, ở trong cuộc sống thì tình yêu chính là thứ quyền lực nhất. But what happens? Many things, situations, people, many things, many reasons just destroyed. Thế nhưng ở trong cuộc sống của chúng ta có thể có những tình huống, hoàn cảnh và con người có thể phá bỏ điều này. Today you take a resolution that do not let anybody, any situation, any cause, any reason destroy that love inside. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy đặt mục tiêu rằng sẽ không để bất kỳ điều gì, tình huống, hoàn cảnh hay con người có thể ảnh hưởng đến tình yêu. Even if the situation is not comfortable, you can still love the whatever it is right now in my life, you can still love the people around you. Then we are really a yogi. Khi tình huống có khó khăn hoặc con người chưa tốt, thì nếu chúng ta vẫn có thể tiếp tục yêu thương, thì đó chính là chúng ta đã trở thành một yogi. So keep an attention. This week, we keep unconditional love to everybody. Thì hãy đặt mục tiêu rằng từ tuần này chúng ta sẽ cho đi tình yêu thương vô điều kiện đến tất cả mọi người. Have a good week. See you next week. Chúc các bạn có một tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.